nè, cưng cái ly chân trà chân châu đi dọc đường không dám uống mà bỏ vô cái bịch chung với đồ ăn cái hả quăng bọt bọt tét làm tư nên nè, khỏi ăn đi. Trời đất ơi, năm mười mấy của tôi nè, tét nó nè, thiệt là nó đời quá. Ăn không anh mâm không? Ba nấu chọc con đâu, con giận ba. Ai chọc? Tự nhiên cũng nằm vậy là làng ai chọc nó? Tự nhiên. Có bồ tạc không? Hả? Có bỏ bồ tạc không? Hả? Hết bồ tạc hả? Có đầy dưới đây nữa. Rồi đó đi câu rồi mua mấy gà đó thôi. Đến mời. Mà gà này hồi nãy nó đem gà mới nhìn ngon. Không hỏi luôn. Mới nướng xong. Còn nửa tiếng nó 9 giờ đã đem giờ quăng nữa. Nó không có đem quăng, nó không có để qua đêm. Quăng hả? Quăng sầu rác hả? Ừ. Nhưng mà hình như... Nó quăng sầu rác, nó bỏ vô cái thùng, nó để ngay cái rau cúc sầu rác đó. À, để kế bên hả? À, muốn ăn, ăn, muốn lấy ăn. Cái đó là nó bỏ mà. Đó, em ăn, em bị mới lắm chịu. Ừ, nó cho mấy người vô gia cư lụm. Chính tay luôn rồi, nó cho em á. Để bị thương. Thấp hoài đúng vậy. Gà rén á. Vậy là mấy người ta nghèo quá, ta canh về đó lại lụm. Trở lại mà lấy nữa. Chẳng mới bình thường đâu có đâu, được hết giờ thôi. Nó về đóng cửa của nó. Tụi nó không có giữ qua đêm. Sợ có chuyện gì thôi, chứ ngày xưa nha, tụi nó bị là nhiều lắm. Sao Lê Bành cũng bị. Sao kiểu gà cũ á, mấy người ta yếu yếu ăn chúng. Hốc đốt cũng vậy. Nó với gà sườn cũng có nữa. Ý là gà này mà mình ăn á, mình ăn mới thì cũng sao, mà nếu mà ăn cũ là bị trúng á. Có nhiều người yếu á, trong người là bệnh cũng dễ gì. Bệnh ăn gà đồ ăn sống, ăn chín mau, nấu ăn liền thì được, chứ để qua ngày là ăn hay dễ bị trúng thực. Ai cũng vậy. Mình nên ăn hết con đó không? Không hết. Ăn thử đi. Con nhường cho. Ờ, cảm ơn nhường nè ha, ông lột hết hai cái ức ha. Cảm ơn hết chưa cái ức ha, cái ông lột nách lột đùi gì ông bút láng hết rồi ông chừa cho mình bộ xương. Đúng rồi. Chừa cánh còn khẽ lỡ bẩn nè. Ờ, cảm ơn ha. Hên là ông chừa nó còn thịt á. Bởi ông chừa nó đó 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 thấy không? Tía mẹ ăn hai cái ức là no mẹ rồi, còn gì nữa. Ngon. Ăn đi. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Chứ phải đói ngon hả? Mà bây giờ anh ăn hết con đó không? Giờ bình thường ăn hết không? Giờ ăn được mấy con? Hai con thôi. Nhiều trước ăn mấy con? Bốn con. Sao giờ ăn ít vậy? Già. Ủa già hả? U. Xương trở lại còn sung. Bu, bữa nay già luôn. Dữ quá. Còn đá sung là bao nhiêu? Chưa được ăn, cho nên còn trẻ. À. Bây giờ lấy vợ rồi là già rồi. Rồi vậy hả? Ngon ha. Cái thằng mười mấy tuổi lấy vợ cũng là già hả? Đúng. Kỳ vậy? Không phải lo cho vợ con nó già. Ủa cái luật gì kỳ vậy? Ừ, anh không đem cái dưa chua vô ăn. Không, nghe cái dưa chua đâu không? Dù Mỹ thì ăn chung là Việt Nam cũng đau bụng chứ.
Không phải, đồ chua Mỹ đó. Gì đó, dưa leo chua gì đó. Kẹp chỗ này ăn chua chua không? Tối ăn rồi. Ngủ rồi nè. Ngủ rồi nè ba. Mệt quá quá. Ừ. Nên nó giờ lên sốt rồi. Ngủ ngay. Ngáy khe khe luôn. Cái xịt mũi chỉ xài được có 3 lần thôi, không xài hơn luôn. 3 lần một ngày hả? Hay là không, 3 ngày. 3 lần. Nó xài được có 3 lần thôi. Một ngày cách 6 tiếng. Cách 6 tiếng mới xịt một lần. Mà chỉ xài được 3 ngày thôi, không quá 3 ngày. Con nhỏ này nó dần cũng làm vài 3 lần thôi. Thì nãy bác sĩ dặn em là 6 tiếng. Bác sĩ nó cũng nói xài được có 3 lần thôi. Bây giờ nó ngủ, ngủ gái khe khe khe. Từng nó nằm nó ôm tôi ngủ. Quạo, trước khi ngủ quạo. Gì cũng chịu, giục bỏ, giục bỏ. Ủa, cho nó lại đó. Giống ai vậy? Nhỏ lộn nữa đông đổng không? Ừ, anh không có nhảy đông đổng đâu. Mà bây giờ anh có đông đổng không? À, bây giờ anh không có đông đổng đâu. Mà đụng tới anh, cái anh nhảy nóc nhà. Anh ngồi, anh chở nó chứ anh đâu có đông đổng đâu. Vậy đó, ăn xong rồi đó. Hả? Ăn xong rồi đó hả? Nhảy giờ anh nó uống bia. Ủa gì hả? Nhảy cho hết. Ủa, tốt bụng vậy? Ừ. Giờ này ăn uống tốt bụng quá ha.